Rồi hello, chào các bạn quay lại với channel của mình. Mình là Si đây. Thì hôm nay mình tiếp tục cái chuỗi video clip về bảo trì bảo dưỡng xe máy ha các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề liên quan tới video clip trước mình đã nói đến là nhông xe đĩa của Seagate. Ở video clip trước thì mình có nói về đi sinh trần và hợp sơn. Còn video clip này mình sẽ nói về cái việc mà lựa chọn nhông xe đĩa phù hợp với xe máy và cái tỷ số chuyền của xe, tức là mình sắp xếp cái số gang á. Thì hiện tại trên thị trường á có khoảng trên 3 loại nhông xe đĩa. Là thứ nhất là nhông xe đĩa 7 ly là bộ mình đang đi nè. Một bộ là 9 ly, 9 ly là bằng cái nhông xe đĩa của nhà sản xuất đó. Còn ngoài ra thì còn nhông xe đĩa 10 ly. Thì để mình giới thiệu cho bạn cái bộ 10 ly cái nha. Bộ mình hiện tại là dĩa MCS, nhông MCS, Zen Phyto. Mình tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn một bộ nhông xe đĩa 10 ly. Rồi, hello. Thì đây là nhông xe đĩa 10 ly nè các bạn. Sơn này là sơn DID nha. ED428. Đĩa này là đĩa nhôm 7075. Đây là nhông xe đĩa dành cho Exeter mình. Đó. Sơn DID là 428 HD, này là giá trên thị trường là khoảng 320 330 ngàn đến 350 ngàn tùy chỗ bán nha các bạn. Còn đĩa nhôm 7075 này dao động từ, nó có nhiều mức giá lắm. Nhưng mà cái nhọn dĩa này là hiện tại là giá 590 ngàn nè. Rồi mình chỉ giới thiệu sơ hai loại thôi, mình để mình quay về và nói tiếp về chiếc xe của mình. Thì bây giờ mình nên đi nhông xe đĩa nào thích hợp thì cái này là mình cũng không có khuyến khích hoặc là không có bắt ai đi theo mình, thì tùy thuộc vào túi tiền của các bạn thôi. Thì nếu các bạn có điều kiện kinh tế một chút đó, thì các bạn thấy đi Sơn DID 10 ly hồi nãy, nhông xe đĩa nhôm hồi nãy, thì giá bộ đó là khoảng 850 ngàn đó các bạn. Mà xe bạn mình tại nó chạy Exeter, nó có tiền nó gắn thôi, mình Sigurd không có tiền gắn, đơn giản vậy thôi. Còn bộ này nếu mà các bạn đi full bộ của MCS đó, gồm nhông sên đĩa, thì nó khoảng là 350 ngàn. 350 ngàn đó là chưa tính công thay nha các bạn, giá đó là giá ở giá Sài Gòn á. Còn giá của Cần Thơ mình thay là dao động gần 400 ngàn á. Bộ nhông sên đĩa mà xe ếch này chạy thì nó đẹp, 7 ly á thì nó rất là nhẹ xe, chạy cảm giác là đời rất là có. Còn trong khi cái bộ 9 ly với 10 ly thì nó hơi nặng hơn, nhưng mà chạy cảm giác nó chắc chắn lắm các bạn, chạy nó nói chung là êm. Tại vì cộng sên nãy là có phốt nữa, chạy là nó giảm tiếng kêu của sên đáng kể luôn. Còn nhông xe đĩa mình nó sẽ hơi kêu xíu nè. Này giờ sên kêu với nhông trước thì Seagate mình chiếc nào cũng bị bệnh hết đó. Đó là ưu điểm của nhông xe đĩa 7 ly. Cái thứ hai là nó đẹp. Nó đẹp hơn so với nhông xe đĩa hãng. Rồi nói về phần nhông xe đĩa đĩa hãng á, thì nhông xe đĩa hãng thì chạy thì nó giá thành thấp nè, full bộ là khoảng 210 ngàn à. Mà chạy các bạn chạy cũng được khoảng 20.000 cây các bạn mới thay á. Nhưng mà nếu bạn đi sinh trần thì khoảng 15.000 cây là nó hết tuổi thọ của cũng xanh đó, nó kêu lắm. Thì giá đó phù hợp cho mấy bạn mà không có điều kiện kinh tế hơi thấp xíu. Rồi muốn gì, gì ít ít di chuyển, ít đi lại, giống như một năm các bạn chỉ cần đi làm, đi về hoặc là đi học thôi, không có đi chơi nhiều, không có đi phượt, đi tour các kiểu, thì bộ nhông xe đĩa đó rất là phù hợp với xe mấy bạn. Rồi còn một loại nữa là 9 ly. 9 ly thì nó cũng bằng kích thước cái nhông sinh để hãng đó, nhưng mà của một số hãng giống như là DID nè. Rồi xanh xanh là nó chỉ sản xuất nhông hơn các bạn. Rồi ba chữ S, SSS đó. Thì những bộ nhông sinh đẻ đó thì giá dao động từ 450 đến 750 ngàn. Rồi đó là mình giới thiệu sơ qua về các dòng nhông sinh đẻ đó. Rồi tỷ số chuyền, tỷ số chuyền thì Sigurd mình tỷ số chuyền là 2.43, tức là nhông trước mình đi là 15, dĩa sau là 35. Thì các bạn thay đổi tỷ số chuyền của xe không nên thay đổi quá 8% tỷ số của nhà sản xuất nha các bạn. Thì nhà sản xuất đưa ra là với cái tỷ số chuyền này là các bạn thay không quá là 8% của nó. Các bạn tăng lên thì có thể đi là theo của Jupiter là 14-36, vậy thì nó sẽ có đời nhưng nó bị mất hậu các bạn, hậu nó giảm hơn so với nhông xe đĩa sản xuất.
Tại vì khi mà nhà sản xuất ra thì đã tính được cái lực máy của mình này, phải biết cái lực máy mình bao nhiêu để phân phối tỷ số chuyền đúng đó. Tại mình đang học chuyên ngành cơ khí nên mình cũng nắm cái phần này hơi rõ. Còn các bạn đừng có ham mà đi những cái bộ nhôm sinh để rẻ tiền nha các bạn. Trong khi cái mức giá là 201 thì các bạn đi mua một cái bộ mà nhôm sinh để vàng trên thị trường bán 250 hoặc là 350 đó. Những cái bộ là không nên đi, có đá ngọc Thái Lan gì nữa. Để mình đây, mình giới thiệu cho các bạn bộ nhôm sinh để vàng đây. Đây là bộ nhôm sinh để vàng của em mình nè. Nó chạy thì nói chung xài nó cũng chất lượng, nó cũng ngang với nhôm sinh để hãng rồi, nhưng mà nó cái nó màu vàng thì nó mắc hơn nè, nó xài phục ES luôn nha các bạn. Mắc hơn nhưng mà do nó chạy nó không có bảo trì bảo dưỡng á, nó sử dụng không sử dụng hộp sên luôn nè, đi sên trần luôn thấy chưa. Thì giờ xe chạy thua, chất lượng thì bằng, anh chạy tuổi thọ không bằng nhôm sinh để hãng nè. Giờ nè màu thì nó bay, sên thì nó bị giãn đó. Bởi vì mình khuyến cáo các bạn, mình chia sẻ những cái kinh nghiệm khi mình sử dụng xe thôi, chứ mình không có bốc phét hay là gì hết á. Thì đó là cái những cái nhận xét hoặc là những cái trải nghiệm cá nhân mình nhận thấy được thì mình chia sẻ lên cho các bạn xem thôi. Đây là em mình Giang Trò, nó đang chà sơn nè. Rồi đây là anh ta rất yêu nghề. Thì trên Facebook thôi mà thôi, để mình đi về xem mình nói tiếp. Thì tổng kết lại những gì nãy giờ mình nói thì các bạn á, thì sai thay nhôm trên đĩa thì tiền nào của nấy thôi. Nếu mà các bạn bỏ chi phí thay nhôm đĩa mất tiền như là DID đi, bộ DID á, thì giá nó là 500-600 ngàn, nhưng mà các bạn chạy thì cái độ bền nó sẽ bền hơn so với nhôm sinh đĩa hãng. Còn nhôm sinh đĩa hãng thì 210 ngàn, thì các bạn chạy thì nó sẽ không bền bằng đâu, nhưng mà thì tiền nào của đó đấy. Chứ mình không có ở đây là mình không có khuyến cáo hoặc là bắt buộc ai sử dụng nhôm sinh đĩa nào, đó là cái nhận xét khách quan của mình thôi. Thì các bạn xem video clip thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh mình nha. Dưới góc trái của màn hình các bạn á sẽ có cái Facebook của mình á, các bạn có cần muốn trao đổi thông tin hoặc là thắc mắc gì muốn hỏi mình thì cứ tìm Facebook của mình á, Lưu Trung Phú, thì kết bạn rồi inbox mình sẽ trả lời các bạn hết á, khi mình online mình trả lời á. Và video clip mình đến đây chắc cũng dài rồi, thì mình xin kết thúc đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip mình á. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.